Em đang làm gì á? Em đang đọc sách nữa mẹ. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là con tụ trường rồi. Con cảm thấy thế nào nè? Con vui và rất háo hức mong sớm gặp lại trường lớp, thầy cô, bạn bè mẹ ơi. Wow, vậy là con gái của mẹ đã sẵn sàng cho năm học mới rồi ha. Vậy thì con kể cho mẹ nghe là mùa hè vừa rồi là con đã làm gì và được đi đâu nè. Dạ. Mẹ ơi, mùa hè của con năm nay rất tuyệt luôn ạ. Con ở nhà trông em để ba mẹ yên tâm đi làm. Con dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ luôn. Con còn được ba mẹ cho về quê ngoại nè. Sau đó con được đi Đà Lạt nghỉ mát nữa. Con học được nhiều điều bổ ích lắm mẹ ơi. Mùa hè là để vui chơi, nhưng chơi mà mẹ con cháu vẫn mang được về cả rổ kiến thức mỗi ngày thì còn hứng khởi hơn rất nhiều đúng không nào? Hè năm nay mẹ cháu khám phá được nền tảng học trực tuyến tại Học Mãi. Mẹ chọn Học Mãi đồng hành cùng con vì con có thể học ngay tại nhà, không phải di chuyển đi xa. Chương trình và giáo trình độc quyền được biên soạn kỹ lưỡng giống như chương trình trên lớp con được học. Thầy cô có rất nhiều phương pháp giảng dạy mới lạ, vừa học vừa chơi, con tiếp thu kiến thức nhanh hơn mà không hề áp lực. Rất nhiều ba mẹ cũng lựa chọn cho con khóa học này. Cuối năm đều mang về bảng điểm đẹp lung linh và đổ vào trường top nên mẹ cực kỳ yên tâm. Nhân dịp tụ trường, bé mèo cùng mẹ tham gia thử thách Back to School Check của Học Mãi để chia sẻ 3 chữ S mà hai mẹ con rất tự tin cho hành trang năm học mới, sẵn sàng tâm lý, sẵn sàng kiến thức, sẵn sàng kỹ năng. Còn bạn, bạn đã chuẩn bị những gì cho con để sẵn sàng cho ngày tụ trường nào? Hãy tham gia thử thách và chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc, hình ảnh của con về ngày tụ trường ngay hôm nay nào. Cách thức tham gia thì vô cùng đơn giản. Mọi người có thể chia sẻ các nội dung này ở chế độ công khai trên trang Facebook cá nhân và sử dụng các hashtag học mãi back to school, hành trang 3S trong bài viết là được nhé. Những phần thưởng hấp dẫn từ Học Mãi sẽ đồng hành cùng các con để chinh phục thành tích tốt nhất trong năm học nè. Cả nhà cùng tham gia với hai mẹ con nhà mèo cũng như kêu gọi thật nhiều bình chọn để gia tăng cơ hội nhận quà siêu to nhé. Con rất tự tin để bước vào năm học mới rồi mẹ ơi. Vậy chúc con có một năm học thật là tuyệt vời và đạt kết quả cao nhé. Cả nhà cùng tham gia thử thách với con nha. Chúc mọi người thật là may mắn. Bye bye. Bye bye.